Hello, everybody, welcome to Health VKT. Chào các bạn, chào các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một MU H5 hả? Nào, ok, vô. Đây, một MU H5 hot nhất hiện nay hả? Và đây cũng là một phiên bản quy khá nhiều, gọi là quy khá khủng mà các bạn ơi. Quy nhiều lắm luôn. Đó. Nhưng mà đầu vô thì thấy bèo bọt ghê. Rồi nhìn nó chán á. Vậy sao tăng lực chiến, úp lực chiến được đó. Ok, đến với thông tin server để đi xin quà. Đây. Ma tiên giới Open Server 1 ngày 7 tháng 3 2023, hỗ trợ tân thủ 5 tỷ kim cương, 100 thẻ 1498 thẻ tệ á, đó 1400, nói chung là 1500 đi, để lên VIP 7 skin bo 3SR mỗi loại 600 mảnh. Sự kiện line xe lên chuyển sinh 15. Vật phẩm nhận 200 thẻ 1000 ức kinh nghiệm. Sử huy chuyển sinh thạch 30 viên. Truyền huyết chuyển sinh thạch 30 viên, thánh thần thánh chuyển sinh thạch 30 viên. Đến đạt chuyển sinh thạch level 1 30 viên, đến đạt chuyển sinh thạch level 2 30 viên. Like share bài viết ha. Đó, đây có liên hệ mua thâu đồ nữa nè hả? Đây, quà thì có luôn rồi nè. Đã có hư rồi nè. Đó. Đây, trời ơi, 9 ức. Ok, 9 ức một rương. 2 rương. 3 rương, 30 ức rồi kìa anh em. Đó. Ok, 4 ức, 5 ức, còn nữa không? Ok hết rồi, 100 rương nạp. Đó. Ok, skin ít nè ha. Rồi ok, skin tiếp nè ha. Rồi ở đây tiếp tục là skin nè ha, vũ khí gì nè, một đống một nồi. Đó, cung luôn. Ok. Hồi nãy chọn cung thủ nên giờ ra toàn cung không. Biết hồi nãy chọn nhân vật cầm kiếm cầm đao rồi. Ok, thôi kệ, lâu lâu đổi sở thích qua chơi cung. Đây, 50 ức tương đương với 50 tỷ nha các bạn. 50 ức tương đương với 5 tỷ nha các bạn ơi. Rồi, ok. Max S VIP 10 rồi nè các bạn. Đó, S VIP, bây giờ chúng ta S VIP 10 rồi. Ok, nhưng mà làm sao để lên thêm VIP nữa ta? Nè, vì nó còn ở trên nữa. Tiến đến nạp. Ở đây chúng ta có su Z, không biết là su đó để làm gì. Để cắn thử cái nữa coi. À, lên nè anh em, lên nè. À, ok đấy. Được. Vậy thì gán nạp cho nó lên tiếp luôn. Ok, đó. Ok là Akelo. Ok. Quá trời quá đất luôn. Thôi ơi, skin. Thôi ơi, cánh. Chết thiệt. Vậy là sao chơi được nè. Trời ơi, dẫn tiếp nè. Đâu rồi, đây, tiếp luôn. Lụm tiền, lụm gạo, lụm hết tất cả mọi thứ luôn. Đó. Lụm luôn anh em ơi. Đây. Ủa gì vậy? Lương gì vậy? Biết nhận quà gì á, quá trời luôn. Thôi ơi, đây vũ khí này. Skin à. Ok, VIP mười mấy à? 16 à. 16. Ồ còn 17 luôn hả? 18. Ôi 18 nè anh em, có một con bé 19, 20. À, vậy là gán đi, nhập hết luôn lên VIP 20 luôn anh em ơi. Nè, vũ
vũ khí đồ đó, rồi trang sức đồ nhiều lắm, nhưng mà cố gắng lên. Đấy, ăn hết cái này thì chúng ta sẽ lên được quà. Đây, hết VIP 16. Ôi lâu dữ ta, nãy giờ mình vậy mà mới lên tới VIP 16 à. Rồi 17, 18 mới hết. 20 lần hả? Rồi chắc là heo nghĩ là ăn hết 100 vé này thì nó sẽ lên 20 đó anh em. Dạ. Cái này mà phải hồi nãy chơi trên giả lập thì auto được rồi. Còn cái này đang chơi trên trình duyệt PC hả? Game này chơi được trên Android, iOS, PC, iPad, ai biết đồ chơi được tốt nha các bạn. Đó, không có phân biệt hệ điều hành, nói chung là lên web được là con này chơi được. Đó. Tiếp theo là con pet, rồi là tới cái này. Lười quá, nghỉ đi. Nghỉ đi, gánh này up sao. Đó, quà quýt gì quá trời nè. Đây, đi đánh boss lực chiến một nồi nè. Chưa mở được cái này hả ta? Như chưa. Trời ơi, thông qua ải sáo gì à. Đây. Giết chết, đánh thông qua ải 4 nè. Bí cảnh 4 mà trời ơi. Rồi. Ok, đó, mở được bí cảnh, mở được trợ chiến rồi. Đây, thời tới rồi anh em ơi. Ủa, tới chưa? Ok. Ủa, hình như là lộn rồi. Trời ơi, ok. Mấy cái này là mình mua được mà đúng không ta? Đây. Đó, mua đi. Như mát là 9.000 mấy thì phải á. Đó, mua up cái này lên lực chiến cũng khá nhiều nha các bạn. Đấy, full. Mua up nè, đó, up có mấy cái hết mạ đó rồi, nhanh quá. Trời ơi, lực chiến cũng lên nữa kìa, 54, 50 mấy triệu. Đó, nuôi đi. Ma trận. Ủa, mấy nãy là mấy cái vũ khí là nằm ở trong này hả ta? Binh đây nè. Ok nè. Đúng rồi. Đây. Ôi rồi ôi. Trong này nè anh em ơi, trong này nè. Đó, mở rồi nha. Đó, vô mình ăn thôi. Ôi còn nữa hả? Wow. Ok, lực chiến mấy trăm tỷ luôn. Tha hồ mà úp nha. Đó, còn nữa, tự xong là nó tự chạy qua. Trời ơi, mấy cái cung to, bự, dễ thương nha. Đó, ok. Đẩy, tiếp luôn. Nào. Chạy đi con ơi. Tới luôn nè. Đó, ôi trời ơi. Nhìn cái hàng lực chiến của nó kìa anh em ơi. Mà hình như còn một cái vũ khí nữa đúng không? Đó, ok, cái UR này là hết rồi nè. Cái UR này là cái cuối rồi. Ok, nào. Ủa còn nữa hả? Còn thêm một cái UR nữa các bạn ơi. Ây dù, còn nữa không? Chắc hết rồi quá. Nãy giờ nhiều lắm rồi đó. Ok, hết rồi. Nào, tất nhiên đổi rồi. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 24 tỷ lực chiến. Thần giáp. Vâng, chúng ta cũng phải đi mặc mấy cái bộ này vô chứ. Để không nhìn kỳ lắm. Okay. Đó, ra coi nè. Đó, ít ra cũng vậy đúng không? Trời ơi. Đấy, đi đánh đi. Giờ boss nào có thể cản được con nữa con ơi. Nào, ra coi nè. Trời ơi, 26 tỷ lực chiến. Đó, ủi nhẹ cái hả? Trời ơi. Ok nè. Đó, lụm tiền nè. Đó, nhưng mà tiếc là trong shop hình như không có bán mấy cái skin VIP này các bạn ơi. Nhưng mà shop mà có bán được mấy cái skin VIP này thì ngon rồi. Lực chiến đang là 26 tỷ 800 mấy. Cái này thì chúng ta có thể bỏ tiền ra chúng ta mua được. Mua cái này thì nó cũng khá là lâu à.
vô shop mua cho nhiều nhiều rồi xuống up mấy con này lên. Mua. Đó. Thôi thôi lâu kìa, lâu kìa, lâu kìa. Ôi 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 ôi. Em nghĩ là kích con ở trước nè, vỏ hồn, vỏ hầm nè. Con này ngon hơn. Mấy con kia không hơn bằng đâu. Chủ yếu là đi đến boss mới ngon các bạn à. Boss gì tầm này. Chỉ lo được, chỉ lo được, chỉ lo được hết. À gặp biết, biết mà cái con này nó như vậy là hồi lúc đầu là heo đã cho nó ấy rồi. Đó, đó, đam nó cao lắm các bạn ơi. Gặp con cung hữu nữa, nó là cái con mà đam cao ngời ngợi luôn á, quýt ngàn. Rồi thì thơm rồi, đấy, đấy. Ủa trong túi mình còn cái gì không ta? À, trong túi giờ còn rương tệ, rương đá rồi không mà. Hết skin rồi các bạn ơi. Này mà cho thêm mấy con thần thú nữa thì ngon ha. Okay. Thôi được rồi. Game cho như vậy là đã nhiều lắm rồi. Được voi thì đừng nên đòi hai bà chân ha. Ok, hót ra chứ. Đang chạy nhiệm vụ mà bồ. Trời. Cái này hả? Đâu rồi. Không. Không hiện lại nữa. Đây. Đây, để mua cho một đống nè ha. Rồi, đó, vô lụm toàn bộ. Ở đây nữa nè. Đá nè. Rồi tùm lum tại le tá lả luôn nè. Rất nhiều nè. Rồi. Hít thì vô mà nâng. Viện cổ hả? Hít thì vô mà nâng. Đó, hít thì vô mà nâng thôi. Còn gì nữa đâu. À, hồi nãy biết vô mở thêm mà. Đây. Thì hù hoạch. Ủa, ở đây có đồ VIP này nè, nhưng mà thôi mua cái này làm gì. Thôi để tí ấy. Đó. Trời ơi, nhìn đẹp kìa. Mày hả bưởi. Chỉ bị hơi bị lắc và delay thôi. À, được rồi. Mình có thể vô trong cái tầm bảo và mình kiếm thêm đá. Đá là cái nào ta? Cái này nè, cái này. Đây là cái này. Trời ơi, coi kìa các bạn. Chúng ta có 5 tỷ kim cương. Thì chúng ta sum cho tới chừng nào? Sum là bao phê luôn. Trời ơi. Xài hết thì mua nữa thôi chứ sao giờ anh em. Ok. Rồi, ok ha. Link heo sẽ để dưới phần mô tả. Anh em nào có chơi thì tải về nha các bạn ơi. Đó, đó, nhìn ngầu chưa? Đó, quá trời quá đất rồi đó. Ok nha. Ôi, bye bye. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Ok, bye bye. Các bạn quy quá trời luôn.